chấm cho nó ngon luôn. Không. Hay là để còn sửa được một thứ đó. Tại vì chấm hai chấm lần đầu tiên mà chấm kiểu đó đó nó ưa chạy dây lắm, nó chạy dây không có lợi cho mình. Qua mấy bên này đi. Như để đây trồng dây lớn lắm á. Thank you.
por fazer, não. Bem, não.